Ngọc Thơ Thời Báo Chấm Đê kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin câu chuyện chó cắn chó và các đồng chí cởi trù. Ngày 19 tháng 7, báo Đất Việt có bài hai quan công an lột trần nhau trước công đường. Theo đó, báo Đất Việt dẫn lời khai của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn trước tòa rằng Hưng nói cái gì người ta phải nghe được, chứ trơ tráo quá không đúng sự thật. Anh em mình từng được biếu hàng trăm hàng ngàn chai rượu, chưa ai bỏ rượu vào cặp kỹ thuật số mang đi, trừ khi chai rượu để sẵn trong cặp rượu của nó. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt nhận xét màn vạch mặt nhau giữa công đường của hai bị cáo đều là giới chức công an, khiến cho phiên tòa chuyến bay giải cứu trở nên đỡ buồn tẻ. Đất Việt nhắc đến hai nhân vật chính trong phi vụ nhận hối lộ gần 3 triệu đô để chạy án cho hai lãnh đạo của công ty Blue Sky. Đó là Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, và Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 của Cục An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam. Đất Việt tiếp tục dẫn lời khai của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, được báo VN Express tường thuật. Theo đó, trong phiên xử hôm 19 tháng 7, ông Tuấn tự nhận mình ngu thì phải chịu, thương người quá phải chịu. Ông này nói mình là người duy nhất trong vụ án không được hưởng lợi đồng nào, nhưng vì sai lầm này mà phải bỏ tiền túi chạy vậy để khắc phục hậu quả, đến nay đã nộp 1,8 triệu đô. Đất Việt cho biết, Thiếu tướng Tuấn mạnh miệng tố cáo đồng phạm Hoàng Văn Hưng là nói trơ tráo quá không đúng sự thật. Thậm chí, khi đứng trước vành móng ngựa còn thay mặt cơ quan tố tụng phán xét tôi. Tôi quá tin Hưng. Hưng bị điều chuyển công tác, không còn phụ trách vụ án, nhưng không nói một lời. Khi bị bắt, tôi mới biết Hưng đã chuyển sang phòng chính trị hậu cần. Tôi mà biết trước thì sẽ không bao giờ để Hưng nhận thêm tiền, và không bao giờ để cho Hằng, tức là Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Tổng Giám đốc công ty Blue Sky, đưa thêm. Ông Tuấn nói, Hưng nói cái gì người ta phải nghe được, chứ trơ tráo quá không đúng sự thật. Anh em mình từng được biếu hàng trăm hàng ngàn chai rượu, chưa ai bỏ rượu vào cặp kỹ thuật số mang đi, trừ khi chai rượu để sẵn trong cặp rượu của nó. Ông Tuấn phản bác lời khai của Hoàng Văn Hưng rằng trong chiếc cặp da khóa số là 4 chai rượu vang, chứ không phải là 450.000 đô la như tố cáo của ông Nguyễn Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng. Hình ảnh bị cáo Hoàng Văn Hưng bị dẫn giải đến tòa. Theo Đất Việt, hai ngày trước cũng tại phiên tòa xử vụ án nêu trên, bị cáo Hoàng Văn Hưng một mực kêu oan. Thậm chí ông Hưng tố cáo cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm thủ tục tố tụng hình sự, ra quyết định khởi tố đối với tôi mà không có chứng cứ nào, chỉ dựa vào lời khai của bị cáo Nguyễn Anh Tuấn. Đất Việt nhắc đến một đoạn video clip được chia sẻ trên TikTok cho thấy bị cáo Hưng nói ngay tại phiên tòa, cơ quan điều tra bắt bị cáo với tư tưởng cứ bắt vào, nhốt vào là sẽ khai nhận. Không biết rằng đây có phải là phương pháp điều tra mới của cơ quan an ninh điều tra hay không. Khi tường thuật phần lời khai của bị cáo Hưng, báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 17 tháng 7 ghi chú. Đến đây thì tín hiệu phiên tòa kết nối đến phòng báo chí bị mất, khoảng 2 phút sau thì có lại. Cộng sản Việt Nam vốn có truyền thống trong các phiên tòa xét xử đồng chí mình. Đến thời điểm có những lời khai gây bất lợi cho ai đó, thì thường xảy ra sự cố, mất điện, mất kết nối, mất đường truyền. Trước đây tại phiên tòa xét xử Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, khi Vũ khai đến một nhân vật rất to nào đó thì đột nhiên mất điện, rất đột ngột. Hơn nữa, các đồng chí mình tuy ngày thường vẫn cùng nhau ăn chia, nhưng khi lộ chuyện hoặc xung đột lợi ích thì họ sẵn sàng tố giác, đổ tội lẫn nhau, không chạy tội cho chính mình. Đây chẳng qua là chuyện chó cắn chó mà thôi. Ở trong thể chế này, người dân đã quá hiểu, chẳng ai tin vào chuyện ông Hưng bị oan hay ông Tuấn chạy án vì quá thương người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin câu chuyện chó cắn chó và các đồng chí cởi trù. Tòa xử như một vụ mua bán trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo thông tin từ AFA ngày 18 tháng 7 phỏng vấn các chuyên gia về vụ chuyến bay giải cứu. Theo đó, các chuyên gia nêu ý kiến rằng phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu vừa qua đã gây ra sự lo ngại về sự nghiêm minh và công bằng của hệ thống tư pháp ở Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên AFA. Theo nhận định của nhiều chuyên gia báo chí, cách thức xử án tạm dừng để chuộc tội bằng tiền đang làm mất đi tính trang trọng và chuyên nghiệp của hệ thống pháp luật trong nước. AFA lấy ví dụ về các trường hợp bị cáo như cựu thư ký của một Thứ trưởng Bộ Y tế hay Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam. Có thể thấy rõ việc gia đình họ nộp tiền khắc phục hậu quả trong khi phiên xử đang diễn ra như một hình thức để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt theo đề nghị của cơ quan kiểm sát. Điều này khiến công chúng tỏ ra hoài nghi về tính công bằng và công lý của quyết định xử án. Ông Lê Văn Sinh, một nhà quan sát thời sự tại Việt Nam từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, nói với AFA về việc xét xử như sau. Tại sao phải nộp tiền để khắc phục hậu quả, để làm nhẹ tội mà tòa lại phải tạm dừng trong quá trình xử? Vậy sức mạnh của nhà nước nằm ở đâu khi cá nhân có thể biển thủ tiền công quỹ hoặc tiền của các doanh nghiệp, tiền đó cũng là tiền của dân, mà đến mức họ phải tự nguyện đóng góp lại tiền mà không có biện pháp để khắc chế, ngăn chặn hoặc tịch thu tài sản của họ? Ông Sinh nói thêm rằng pháp luật phải nghiêm minh mới có thể ngăn chặn tội phạm. Nếu pháp luật không nghiêm minh và đối xử nặng tay với một người và nhẹ tay với người khác, điều đó chỉ tạo ra sự rối loạn trong xã hội. Theo ông Sinh, nếu không có các biện pháp cải cách, không thực hiện những bài học từ những quốc gia dân chủ khác, chiến dịch đốt lò như hiện nay sẽ không giải quyết được vấn đề. Trong suốt gần 10 năm từ khi đốt lò bắt đầu, tình trạng tham nhũng không hề giảm mà ngược lại ngày càng trở nên tinh vi và trắng trợn hơn, ông Sinh nói. Nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo đến từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày quan điểm cá nhân với AFA rằng tôi chưa bao giờ thấy điều này xảy ra ở đâu khác. Nếu các bị cáo thành tâm nộp tiền khắc phục thì số tiền này phải được trả lại cho dân. Đó là tiền của dân đã phải trả để được giải cứu, nhưng thực chất là hút máu của họ. Hình ảnh tại phiên tòa xét xử chuyến bay giải cứu. Bình luận về việc truyền thông chính thống ở Việt Nam khen ngợi chính quyền xử vụ án một cách thượng tôn pháp luật, công bằng, nghiêm minh, cũng như hiệu quả của chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, bà Võ Thị Hảo nói với AFA. Nếu muốn xử đúng người đúng tội từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất với tất cả những người liên quan đến vụ án này thì mới gọi là nghiêm minh và thượng tôn pháp luật. Quan trọng nhất, các cơ quan quản lý không thể không biết vụ này vì họ có quyền giám sát và theo dõi, đặc biệt với công nghệ thông tin hiện tại. Họ có thể có khả năng giám sát và theo dõi, vậy tại sao cho phép mọi việc diễn ra rồi mới đưa ra công luận, điều tra và xét xử? Điều này không thể gọi là thượng tôn pháp luật. Bà Hảo cũng nói thêm rằng hai cựu Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam nếu liên quan và nhận tiền hối lộ trong vụ này thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Tuy nhiên, những người như Bộ trưởng Công an và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, những người đã khen ngợi công ty Việt Á và có liên quan đến những hành động này, tại sao ông Nguyễn Phú Trọng không chịu trách nhiệm? Theo bà Hảo, nếu ông Trọng có lòng tự trọng, ông nên từ chức vì đã để xảy ra những vụ tham nhũng lớn trong thời gian ông giữ chức vụ. Mặc dù ông đã khích lệ chiến dịch đốt lò, nhưng thực tế cho thấy hệ thống thể chế ngày càng lộ rõ ra những lỗ hổng dưới thời của ông Tổng Bí thư Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Tòa xử như một vụ mua bán trong vụ chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.